Xin chào tất cả các bạn. Trong phần training này mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về một số tính năng chính trong việc sử dụng mạng xã hội Edmodo nhằm tổ chức hoạt động của các nhóm chuyên môn trong dự án của chúng ta. Trên màn hình các bạn quan sát được, ở đây là trang Edmodo của đồng chí quản lý nhóm. Tại đây chúng ta thấy rằng là các nhóm chúng ta chia từng với các lớp học. Ở chúng ta có các ban thẩm định, ban cố vấn, ban biên tập, ban chuyên môn, rồi các ban nội dung và ban biên dịch tương ứng với từng cấp học, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong mỗi một nhóm, chúng ta có thể chia thành các nhóm nhỏ hơn. Ví dụ như ban thẩm định, ở đây mình chia thành ban thẩm định trung học phổ thông, thẩm định trung học cơ sở, thẩm định tiểu học. Tương tự như thế, chúng ta có ban biên tập cũng chia thành tương ứng với các cấp học, rồi ban thẩm định, ban cố vấn cũng tương tự như vậy. Chúng ta xem cụ thể một ban, ví dụ như là chúng ta đang thấy trên màn hình, đó là ban biên tập. Trong hệ thống ban biên tập này, chúng ta vào một ban cụ thể. Ở đây thì Edmodo hỗ trợ cái việc lưu trữ tài liệu, nhìn chung là khoa học hơn so với mạng xã hội Facebook. Chúng ta có thể nhìn thấy giao diện lưu trữ tài liệu ở đây là giao diện dưới dạng các folder tương tự như là trên máy tính của chúng ta. Ví dụ như ban biên tập trung học phổ thông có hai folder tài liệu chúng ta khởi tạo ra, đó là tài liệu chưa biên tập, tài liệu đã biên tập. Cũng tương tự như các ban biên tập khác, chúng ta cũng có các cái thư mục tương ứng. Ví dụ như là ban biên dịch, chẳng hạn, chúng ta có thể tạo ra các cái folder tài liệu như bài đã dịch, bài cần dịch hay là các công cụ hỗ trợ dịch. Thế các folder tài liệu của các ban được tạo ra tương ứng với hoạt động của các ban. Tiếp tục, trong phần post ở đây chứa các chức năng, đó là có thể đăng thông báo này, rồi quản lý việc nộp bài tập, quản lý việc kiểm tra đánh giá bằng cách là thiết kế các bài kiểm tra trắc nghiệm. Rồi cái hệ thống này cũng có thể là hỗ trợ cho việc tạo ra các cái thăm dò ý kiến, đó, các cuộc thăm dò ý kiến của người dùng về một cái chủ đề nào đó. Sau nữa thì mình sẽ đưa ra một cái danh sách các group code, thì các bạn sẽ sử dụng cái group code tương ứng của nhóm mình. Các bạn sẽ truy cập vào nhóm tương ứng mà mình đã đăng ký trước đó ở trên trang Facebook của nhóm đấy. Thì các bạn sẽ vào nhóm của mình, các bạn sẽ thực hiện các yêu cầu tương ứng được đăng trong nhóm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từ bước đăng ký thành viên của mạng xã hội Edmodo tới việc thử nghiệm một chức năng. Tại đây thì chúng ta thoát ra khỏi hệ thống này. Nếu các bạn đã có tài khoản trên Edmodo thì các bạn có thể login bình thường. Ở đây mình hướng dẫn từ bước tạo tài khoản. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào trang edmodo.com. Chúng ta sẽ chọn Get a Free Account. Các bạn đang đóng vai trò thành viên của các nhóm, cho nên ở trang chủ của Edmodo chúng ta sẽ chọn chức năng, đó là I'm a student. Ở đây chúng ta sẽ khởi tạo mới một tài khoản trên Edmodo. Chúng ta sẽ chọn Create New Edmodo Account. Ở ô đầu tiên chúng ta sẽ gõ phần họ tên đầy đủ của mình. Ví dụ ở đây mình chọn đó là Vương Trọng. Group code, chúng ta sẽ điền cái mã lớp học, cái group code tương ứng với nhóm của chúng ta. Ví dụ như vừa nãy mình có một cái mã lớp học, đó là C97WEI. Phần username, ở đây chúng ta sẽ chọn một username chúng ta sẽ dùng để đăng nhập vào hệ thống này. Đó, ví dụ mình chọn là Vương Quang Trọng. Okay. Phần email, ở đây chúng ta sẽ gõ địa chỉ email của mình. Ví dụ một email là vuongquang56a@gmail.com. Phần mật khẩu, ở đây các bạn chú ý là không phải là mật khẩu để truy cập vào hòm thư của mình, mà đây là mật khẩu dùng để chúng ta dùng để đăng nhập vào hệ thống Edmodo, cho nên là các bạn nên chọn một cái mật khẩu khác với mật khẩu hòm thư của mình. Sau cùng là chọn sign up for free. Đó. Như vậy là hệ thống đã chuyển các bạn vào nhóm ban biên dịch tiểu học tương ứng với group code vừa rồi các bạn đã chọn.
trong cái trang của ban biên tiểu học ở đây hiện đầy đủ các nội dung mà đồng chí trưởng nhóm đã truyền tải đến nhóm nhóm của tiểu học đó. Nhất là mục thông báo chung ở đây thì đồng chí trưởng nhóm đã thông báo mục đích của phần training này là chúng ta sẽ làm quen với cái mạng xã hội Edmodo, mà cụ thể là chúng ta sẽ test thử các cái chức năng đó là nộp bài theo lịch hoạt động của nhóm này, tải tài liệu vào thư viện, tải xuống tài liệu từ thư viện, trả lời bài kiểm tra trắc nghiệm, trả lời thăm dò ý kiến về việc có hay không dùng việc dùng dùng mạng xã hội Edmodo. Cái phần chức năng thứ hai ở đây mình muốn thử các bạn sẽ thử nghiệm đó là thử nghiệm với tính năng nộp bài, theo dõi cái việc nộp bài của Edmodo. Ở đây mình sẽ sử dụng cái nội dung trên năm mà đồng chí Hiền đã triển khai trên trên trang Facebook của nhóm. Để theo dõi nội dung của yêu cầu này, chúng ta sẽ chọn cụ thể phần nội dung này. Trong cái phần nội dung này thì yêu cầu ta sử dụng các cái file trong phần đính kèm. Ở đây mình đã đính kèm các cái file bằng cách là sử dụng cái đường link trên trên Google Drive đồng chí Hiền đã tham khảo. Như vậy các bạn sẽ nháy chọn vào đây để hiển thị các cái tài liệu tham khảo mà chúng ta cần phải tải về để chúng ta nghiên cứu và thực hiện. Đó. Và sau cùng của cái mục này đó là yêu cầu các bạn hãy nộp bài bằng chức năng Open Assignment đính kèm bài làm training năm của mình. Vậy sau khi theo dõi video này của mình, các bạn hãy thử nghiệm chức năng này, thử nghiệm chức năng nộp bài này. Thì cách chúng ta nộp bài training năm lên hệ thống Edmodo như sau. Tại cái cửa sổ của nhóm nhóm thứ của mình, các bạn sẽ chọn chức năng là Open Assignment. Đó. Trên cái trang vừa hiện ra ấy, thì Edmodo hỗ trợ chúng ta việc tạo cái file Office, các cái file Office trực tuyến, tạo file Word, file PowerPoint hay là file Excel, hoặc chúng ta có thể phản hồi bằng cách là gõ trực tiếp lên đây. Hoặc là chúng ta có thể đính kèm file từ máy tính, từ một cái link trên web, một cái file trong thư viện hay một cái file mà chúng ta đã tải lên thư viện Google. Ở đây thì các bạn chúng ta sẽ thống nhất cái cách mà chúng ta tải bài lên, đó là chúng ta sẽ chọn một cái file từ trên máy tính của mình, thì tức là kết quả của cái bài training năm là các bạn đã làm trong cái file file Word trên máy tính của bạn rồi, đúng không ạ? Thế đây chúng ta sẽ chọn attach và attach file from computer. Chúng ta sẽ chọn đến cái file mà chúng ta thực hiện, ví dụ ở đây mình có một cái file kết quả chẳng hạn như vậy. Đó. Sau cùng thì chúng ta chọn đó là Turn in Assignment. Và sau cùng chọn Turn in. Đó. Như vậy là chúng ta đã nộp xong sản phẩm của bài training năm. Chúng ta quay trở lại trang của nhóm. Đó. Các bạn lưu ý thời hạn để nộp bài training năm này đó là vào 11 giờ 45 buổi tối ngày 15 tháng 9. Đó. Và cái hệ thống này sẽ tự động đóng sau cái khoảng thời điểm này. Sau khoảng thời điểm này thì các bạn sẽ không nộp được cái bài trên năm nữa. Đó. Vậy ta thấy là cái tính năng nộp bài này nó cũng tối ưu hơn so với một số cái mạng xã hội khác. Ví dụ như mạng xã hội Facebook thì chúng ta khó có thể kiểm soát được cái việc thời gian nộp bài này. Đó. Thế rồi là đồng chí trưởng nhóm cũng rất khó quan sát hay là theo dõi những ai đã nộp bài rồi. Lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại cái tài khoản của trưởng nhóm để chúng ta xem là hệ thống này thống kê như thế nào. Chức năng thứ hai trong nhóm này mình muốn các bạn thử nghiệm đó là chúng ta sẽ thử nghiệm cái phần kiểm tra đánh giá. Hệ thống Edmodo có thể hỗ trợ chúng ta trong việc tạo ra các bài kiểm tra đánh giá. Sau khi đã thực hiện các bài training rồi thì muốn kiểm tra cái sự nhận thức của các thành viên thì chúng ta sẽ thiết kế các bài kiểm tra này. Bây giờ ví dụ mình sẽ làm cái bài kiểm tra này, trong cái bài này thì có 3 câu hỏi. Số câu hỏi mình tạo ra đây là tương ứng với từng dạng, mỗi dạng mình tạo một câu. Và có 3 cái dạng, 3 cái dạng. Tại đây chúng ta sẽ chọn Take quiz. Chọn Start quiz. Ở đây thời gian để chúng ta thực hiện cái bài kiểm tra này là trong vòng 1 phút. Đó. Câu hỏi số 1, Edmodo là mạng xã hội học tập dành cho đối tượng nào? Thì đây là câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng là nhiều lựa chọn. Ví dụ mình chọn với đáp án nó dành cho phụ huynh học sinh sinh viên được ạ. Để chuyển câu số 2. Phần mềm SF Capture đã được tập huấn thì là công cụ chỉ dùng để chụp ảnh màn hình máy tính. Đấy, kết luận phát biểu này đúng hay sai?
Ví dụ mình chọn là đúng chẳng hạn. Câu hỏi số 3. Đây là câu hỏi trắc nghiệm dạng kéo thả. STEM là tên viết tắt tương ứng với môn học nào? Hãy kéo các đáp án tương ứng ở cột 2 để phù hợp với cột 1. Ví dụ S là tên viết tắt của khoa học. T là viết tắt của công nghệ. E là kỹ thuật và Math là toán học. Đấy. Cái này thì cái thứ tự này nó đã vô tình mà nó đã trùng với thứ tự đúng rồi. Chúng ta có thể thay đổi. Ví dụ mình chọn là S là viết tắt của công nghệ cơ. Sau cùng mình xếp lại. Đó. Đó. Như vậy hệ thống báo chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta có thể xem lại kết quả bài làm của mình. Cái tùy chọn có được xem lại hay không thì trong quá trình thiết kế người giáo viên có thể cho phép xem lại hoặc là không cho phép xem lại. Trong không cho phép xem lại thì mình đã tùy chọn đó là có xem lại được kết quả. Thế thấy cả ba câu hỏi này thì câu 1, câu 2 người trả lời đều sai và đáp án đúng ở đây câu 1 đó là đáp án D dùng cho cả ba đối tượng. Câu số 2 cái phát biểu này là sai. Câu số 3 thì ở đây chúng ta chỉ đúng được hai phương án là C và D, còn hai cái phương án 1 và 2 vừa rồi chúng ta đã đảo đi thì đã vô tình là sai rồi. Đó. Tiếp tục chúng ta quay trở lại trang chủ. Vậy trong cái phần trải nghiệm của các bạn thì các bạn cũng thực hiện cái bài trắc nghiệm này giúp mình thì chúng ta xem các tính năng này nó có thực sự là tốt hay không. Và trải nghiệm thứ ba chúng ta sẽ thực hiện một cái cuộc thăm dò ý kiến. Sau khi chúng ta tham khảo hay là biết được các cái tính năng của Edmundo thì các bạn sẽ cho ý kiến xem là Edmundo có phù hợp trong việc tổ chức hoạt động các nhóm trong dự án của chúng ta hay không. Ta có thể chọn có, không hay là các bạn đề xuất một công cụ khác bằng cách là comment dưới cái phần thăm dò này. Ví dụ tôi chọn đây là Edmundo có thích hợp cho cái việc tổ chức hoạt động nhóm. Tôi chọn vote. Đó, vote. Vậy số người mà thực hiện thăm dò ý kiến nó sẽ hiện ở đây. Tương ứng. Trên cái cửa sổ của nhóm thì các bạn cũng có thể quan sát các khối chức năng khác. Đó là chúng ta có thể invite your parent, tức là chức năng này thì dùng cho học sinh có thể mời phụ huynh của mình để vào quan sát hoạt động của con em mình trong lớp. Đó. Chức năng này chúng ta không dùng đến trong cái việc biên soạn giáo trình STEM rồi. Một cái phần cũng tương đối quan trọng đó là phần assignment center. Ở đây sẽ gần một cái bảng nhắc các công việc mà đến hạn ra hoàn thành. Ví dụ như là cái bài kiểm tra này sẽ đóng vào 11h45 ngày 15 tháng 9, hay là cái chức năng nộp bài tập trên năm này sẽ đóng vào 11h45 ngày 15 tháng 9. Đó. Chúng ta có thể xem tất cả các cái chức năng này. Đó. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu các chức năng cơ bản của các thành viên các nhóm khi chúng ta sử dụng Edmodo. Sau phần trên này thì các bạn sẽ thực hành cho mình một đó là tạo tài khoản Edmodo của học viên. Các bạn sử dụng group code tương ứng của nhóm mình đã đăng ký từ đầu. Sau đó các bạn đăng nhập, thực hiện nộp bài tập phần training 5 như vừa rồi mình đã hướng dẫn này. Thế rồi thực hiện làm bài kiểm tra trắc nghiệm, thử nghiệm trong việc tổ chức kiểm tra đánh giá, rồi thử nghiệm phần kiểm tra đánh giá, rồi thử nghiệm phần cho ý kiến. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem đồng chí trưởng nhóm sẽ quan sát được những cái thay đổi nào từ các nhóm. Chúng ta quay lại tài khoản của trưởng nhóm. Chọn login. Đó. Đầu tiên để thống kê xem là những thành viên nào đã thực hiện nộp bài và thực hiện làm bài kiểm tra. Ví dụ xem trên năm đồng chí nào đã nộp. Ví dụ ở đây hệ thống đã thống kê là ban biên dịch phổ thông chưa ai nộp, biên dịch cơ sở chưa. Đó, các ban, rất nhiều ban chưa nộp. Ở ban biên dịch tiểu học thì đồng chí Trọng đã nộp vào 2 phút trước, có thể xem cụ thể bài đồng chí này. Đó. Đây là bài, cái file đồng chí đính kèm lên, có thể tải về để xem cụ thể nội dung. Đó. Đó, hệ thống đã tải về. Sau khi mà
đánh giá, hay là sau khi đã đọc nội dung cái bài tranh năm này thì đồng chí trưởng nhóm cũng có thể là đánh giá điểm bằng cách là cho điểm ở đây, ví dụ đồng chí này chỉ đạt được 3 trên 10 điểm thôi, nó xếp lại. Và có thể tạo một cuộc hội thoại với đồng chí đã nộp bài bằng cách đánh nội dung đó là bài chất lượng tốt, bài chất lượng kém, yêu cầu đồng chí tìm hiểu lại. Ok. Add comment. Đó, có thể tạo ra cuộc hội thoại với người đọc bài. Tiếp theo, về theo dõi xem là đồng chí nào đã thực hiện bài kiểm tra. Chúng ta quay trở lại trên assignment và kiểm tra. Đây thì trước đó mình đã thử nghiệm một cái tài khoản học sinh Nguyễn Văn Hải rồi. Còn cái tài khoản của đồng chí Trọng vừa mới nộp bài ấy, thì là chỉ đúng trên được 2 trên 6 điểm. Đó. Có thể theo dõi cụ thể. Bài làm đồng chí này. Câu 1 đồng chí chọn sai, đúng không ạ? Câu 2 cũng sai. Câu 3 thì chỉ đúng được hai phương án kéo thả thôi, đúng không ạ? Và tương ứng hệ thống cũng cho phép chúng ta comment góp ý. Đó. Comment gọi góp ý ở đây ví dụ như là chữ S là viết tắt của Science, đúng không? Tức là tương ứng cũng cho phép chúng ta comment góp ý. Đó. Comment gọi góp ý ở đây ví dụ như là chữ S là viết tắt của Science, đúng không? Tức là khoa học. Dạ. Về chức năng theo dõi tiến trình hoạt động của các nhóm thì đồng chí trưởng nhóm cũng có thể theo dõi qua chức năng Progress. Ví dụ ở đây muốn quan sát nhóm ban biên dịch tiểu học. Đó. Đây thì hệ thống đã thống kê rằng là thành viên Trọng này thực hiện bài training được 3 trên 10 điểm. Đó, bài kiểm tra thì chỉ đạt 2 trên 6 điểm. Và có thể xuất cái kết quả này ra. Đó. Như vậy vừa rồi thì mình cùng các bạn đã tìm hiểu một số chức năng cơ bản của hệ thống mạng xã hội Edmodo áp dụng trong việc tổ chức hoạt động của các nhóm chuyên môn gắn với cái việc thực hiện dự án của chúng ta. Chúng ta cũng đã thử nghiệm một số tính năng của các thành viên trong từng nhóm. Sau phần training này thì các bạn sẽ sử dụng group code mà mình cung cấp tương ứng với nhóm, sẽ sử dụng group code đó để truy cập vào nhóm của mình và thực hiện ba nhóm yêu cầu chính như vừa rồi mình đã trình bày. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và các vấn đề các bạn gặp phải trong quá trình chúng ta thực hành, xin các bạn hãy thảo luận ngay dưới phần training này. Xin cảm ơn tất cả các bạn.